Hello guys, hôm nay Hùng Thanh quay lại với mục số quy tắc về dấu hiệu nhận biết trọng âm nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với quy tắc trọng âm số 18. Khi mà chúng ta thấy là từ có hai âm tiết, mọi người lưu ý từ có hai âm tiết mà có LE ở cuối từ mọi người nhé, thì chúng ta sẽ xác định trọng âm là trọng âm rơi vào âm tiết số 1. Và LE ở đây đọc, chúng ta sẽ đọc là âm ở. Âm E ở đây là âm câm mọi người nhé. Chữ E ở đây là âm câm. Và ở đây chúng ta sẽ đọc là ở. Ờ, nó xuất hiện cái âm ơ, âm sùa ở đây nữa, để cho người ta dễ đọc ờ, ok. Thanh lấy ví dụ, Thanh có hai từ này. Từ đầu tiên là từ như thế này, thì chúng ta thấy là đây là từ có hai âm tiết đúng không, và xuất hiện LE ở cuối từ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xác định trọng âm là rơi vào âm tiết thứ nhất, tức là rơi vào cái nguyên âm I này. Và nguyên âm I này mình sẽ đọc là tai âm I, ok. Tai, t, I, tai. Tiếp LE đọc là ờ, title, again title, ok. Nhớ là cái âm L chúng ta phải cong lưỡi lên nhá, title. Hay là cái từ này thì chúng ta, đây cũng là từ có hai âm tiết và xuất hiện LE ở cuối từ. Vậy thì ở đây trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, được chưa? Và nguyên âm ở đây chúng ta sẽ, nguyên âm A ở đây chúng ta sẽ đọc âm A, A, nhấn trọng âm nhá. Able, again, ok. Able, able, yes, ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một các cái từ tương tự, có cái dấu hiệu nhận biết tương tự nhá. Rồi, cái từ đơn giản đầu tiên đúng không, quả táo, thì ở đây mọi người hay đọc là apple. Lưu ý ở đây cho Thanh này, chúng ta sẽ không đọc là apple nhá. Ở đây này, mình sẽ có là từ có hai âm tiết và tận cùng LE trong âm tiết thứ nhất đúng không. Và cái này nguyên âm này là E. Ở đây mà có một chữ P thôi, cho nên mình sẽ đọc là apple. Again, đọc tách ra nhá. Apple, apple, chứ không phải là apple, chứ không phải là apple mọi người nhá. Lại nào, apple, apple, yes. Tiếp theo mình có từ thứ hai, cũng là từ có hai âm tiết và tận cùng LE trong âm rơi âm tiết thứ nhất. Cái này mình đọc angle, again, angle, angle, yes. Tương tự tận cùng LE trong âm tiết thứ nhất, mình sẽ đọc là bible, bible, ok. Tương tự này, tận cùng LE trong âm tiết thứ nhất, mình sẽ đọc là fable, fable, yes. Đây là một số từ tương tự về cái dấu hiệu nhận biết trọng âm vừa rồi, ok. Và nếu mà chúng ta nhìn vào phần phiên âm này, chúng ta chưa thể đọc được cái phần phiên âm một cách chính xác, hoặc là chúng ta chưa thể viết được những cái phần phiên âm cơ bản như thế này, thì các bạn có thể tham khảo khóa chuẩn hóa phát âm online giúp bạn đọc chính xác một từ tiếng Anh bất kỳ. Trong khóa học này, Thanh dạy rất chi tiết về cách phát âm từng âm 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA, và có một số các dấu hiệu nhận biết âm cơ bản để giúp các bạn có thể ghi được các cái phần phiên âm của những cái từ cơ bản. Chúng ta có thể tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình học phát âm cũng như là ứng dụng vào trong giao tiếp. Ok, yes, nếu mà ai đang quan tâm đến khóa học này, các bạn có thể inbox về số Zalo 0963542204 để được hỗ trợ và tư vấn nhé.